Tiện dụng, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng chính là xu hướng trong chế biến thực phẩm, đặc biệt là các loại thực phẩm mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Một công nghệ sản xuất hiện đại của Nhật Bản đã được ứng dụng tại Việt Nam với công nghệ chiết sinh học và sấy lạnh. Các thành phần có lợi trong các loại thực phẩm, đặc biệt là cây cần tây, sẽ giúp thải độc, bổ sung collagen tự nhiên và tăng cường các hoạt chất có lợi cho sức khỏe. Công nghệ này được áp dụng tại Việt Nam, mở ra hướng mới trong ngành công nghệ chế biến thực phẩm đối với các loại thảo mộc tự nhiên có giá trị dinh dưỡng cao. Đây chính là bột cần tây Shitokata, vậy tức là chai nước màu xanh mà Sam đang uống đó chính là bột cần tây Shitokata. Nghe có lạ không mọi người? Không biết là ở đây có ai mê cần tây giống như Sam không? Sam thì mê tích cần tây luôn, bởi vì cần tây á cực kỳ tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cho sức khỏe của phái nữ mình, vừa giữ cho vóc dáng cân đối nè, mà da dẻ của mình lại còn hồng hào nữa. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.